đàn ông hút thuốc, phụ nữ cũng hút thuốc, ngồi một mình hay ngồi giữa đám đông. Tuy đã có quy định cấm hút thuốc nơi công cộng từ lâu, nhưng với số lượng hành khách đến bến xe miền Tây mỗi ngày hơn 30.000 lượt, khiến chỉ riêng việc nhắc nhở cũng đã khó khăn, chứ chưa nói đến chuyện xử phạt theo quy định. Ở những nơi công cộng thì thấy đa số giờ, hiện tại bây giờ nó mình thấy đi đâu, mình cũng thấy người ta hút thuốc cho dù có cấm hay không cấm nữa. Đối với hành vi hút thuốc lá nơi cấm hiện nay đó, thì chủ yếu là hình thức phạt bằng tiền. Và đối với bến xe thì không có thẩm quyền ban hành và xử phạt cái quyết định hành chính. Theo quy định hiện hành, khi phát hiện trường hợp hành khách hút thuốc không đúng nơi quy định, nhân viên bảo vệ bến xe sẽ lập biên bản làm việc, sau đó báo cho cơ quan chức năng như Ủy ban Nhân dân phường, Thanh tra Sở Y tế hoặc Thanh tra chuyên ngành. Dựa trên cơ sở là biên bản làm việc trước đó, các cơ quan sẽ ban hành quyết định xử phạt và mới xử phạt được người vi phạm. Khi mình lập biên bản làm việc thì mình phải mời cái hành khách ở lại, sau đó các cơ quan có thẩm quyền đến thì làm xong thủ tục thì mới được đi, cho nên cái thời gian mà hành khách có thể giữ lại thì cũng tương đối cũng lâu. Thủ tục nhập nhằng, thời gian chờ đợi lâu khiến việc xử phạt gần như không có kết quả. Ngay cả dự án xây dựng mô hình bến xe không khói thuốc do tổ chức quốc tế The Union tài trợ với kinh phí vừa triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những khó khăn nhất định, khi mà việc hút thuốc lá đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người. Vấn đề này chúng ta sẽ làm dần, cũng như những cái việc xử phạt khác khi mà vi phạm, như là vi phạm giao thông, vi phạm về vệ sinh môi trường, về thực phẩm, vân vân, thì cái vi phạm về phòng chống tác hại thuốc lá dần dần chúng ta cũng sẽ làm để người dân quen dần, để những trường hợp nào cần xử phạt thì chúng ta phải xử phạt. 600 triệu đồng là số tiền xử phạt các cơ sở kinh doanh để xảy ra tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng trong 5 năm qua. Con số không có gì đáng kể so với lượng người hút thuốc và bị ảnh hưởng bởi khói thuốc. Việc xử lý các cá nhân hút thuốc nơi công cộng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, cảnh cáo, khiến tình trạng hút thuốc cứ diễn ra ngang nhiên như thế này.